Cái sự việc ở Đắk Lắk vừa qua chẳng thấy chú Hải Bánh hay là đại ca Dũng Chọc mới ra tù giải quyết được. Nói thẳng luôn, kể cả như ông trùm năm cam còn sống lại thì cũng không làm gì được đâu nha. Đội Đắk Lắk ấy nó quá là ghê gớm luôn. Chỉ có những người như này mới giải quyết được thôi. Lên chúng ta ấy, đừng có thần tượng quá, thần thánh quá những vị trên mạng. Chúng ta yêu thích thì được nhá, còn biết ơn hâm mộ nhá thì phải biết ơn những người như này này. Khai khai tặng luôn người bác là một người con ưu tú của mảnh đất Hưng Yên. Khánh quê ngoại ở Hưng Yên đấy, trong mắt Khánh bác là người hùng, là một người anh hùng, đại tướng Tô Lâm. Nhắc đến đại tướng Tô Lâm, công lao to lớn âm thầm vì dân, một nhà chính trị chuyên cần, khắc tinh tội phạm xả thân cho đời, một vì sao sáng giữa trời, một người thuyền trưởng tuyệt vời xứng danh, cho dân giấc ngủ yên lành, đường lối chỉ đạo sắc nhanh gọn gàng, tâm đức tài trí vẹn toàn, sâu dân hại nước dẹp tan quân thù, kiên quyết mềm dẻo cần cù, chẳng hề kiêu ngạo cho dù quyền cao, lắng nghe tất cả ồn ào, thị phi đàm tiếu chí cao vẫn bền, quân lệnh luôn đứng ở trên, chữ tình chữ nghĩa cũng luôn bên mình, thủ công chiến thắng văn minh, bày binh bố trận thất kinh khôn lường, không hề quản ngại gió sương, hoàn thành sứ mệnh noi gương Bác Hồ. Dòng dùng toàn những thứ thô sơ, làm lên việc lớn bất ngờ khó tin, thế giới thay đổi cách nhìn, gặp tướng nước Việt nguyện xin cúi chào. Dòng dõi cán bộ cấp cao, thông minh hiếu học lập bao công dày, những việc giao phó trước đây luôn tròn trách nhiệm dựng xây nước nhà, nước nào bạn Việt chúng ta cũng đã trao tặng món quà thiêng liêng. Quê quán Bác ở Hưng Yên, đứng đầu tướng lính dẹp yên giặc nhà. Lời thơ cháu biết thay quà, chúc bác mãi khỏe nước nhà quang vinh. Đấy, thế là bài thơ mà con Khánh Nhật Cai tự tự sáng tác, xúc động khi bác âm thầm lo cho giấc ngủ bà con nhân dân. Con chúc bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, bác Đại tướng Tô Lâm, tất cả các bác lãnh đạo từ trung ương tới địa phương các cấp, chúc bác Tô Ân Sô luôn mạnh khỏe để giữ cho dân giấc ngủ bình yên, các bác luôn âm thầm sáng suốt để chèo lái con thuyền hình chữ S luôn luôn là quang vinh, đường lối chỉ đạo.